Và bây giờ Bông Kit xin gửi đến các bạn video giới thiệu về dòng xe mang tên 6726R màu cam. Nếu như mà màu xám mang đến cho các bé một cái sự tinh tế sang trọng thì màu cam sẽ đem đến cho các bé một sự ấm áp vui tươi cũng như là nổi bật. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng cả màu cam và màu xám đều khẳng định được cái sự cá tính cũng như là đẳng cấp của một rig tip khi được sở hữu dòng xe 6726R này. Đây mình quay chi tiết để cho các bạn xem hình dung được cái độ đẹp của dòng xe 6726R màu cam này nhé. Chiếc xe 6726R màu cam này chuẩn bị về với chủ cho nên là bên mình có gắn sẵn một chiếc nơ để tặng cho chủ nhân mới. Và như mình đã giới thiệu từ trước thì cái dòng 6726R này phù hợp cho một bé dưới 8 tuổi. Đấy, và như mình đang quay là bạn trai này là bạn ấy 4 tuổi rưỡi rồi nha các bạn nhé. Ngồi rất là thoải mái này. Đây mình quay để các bạn hình dung được cái độ to của nó. Con đóng cửa, đóng cửa xuống nào.